Quý vị và các bạn thân mến, bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã thừa nhận việc bản thân đã nhận tiền cảm ơn liên quan việc cách ly công dân từ nước ngoài về từ chuyến bay giải cứu. Bị cáo nói rất ân hận, đau đớn khi nay đứng đây và trở thành tội đồ trong phòng chống dịch. Đặc biệt bị cáo còn nói lời xin lỗi đến Lê Thị Ngọc Anh. Ông còn cho rằng bản thân đã trung thực, dù đã phạm tội rồi nhưng cũng cần tử tế. Bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 4-5 năm tù do có hành vi nhận hối lộ 2 tỷ đồng, hiện đã nộp lại. Chiều ngày 18 tháng 7, bào chữa cho ông Dũng, luật sư Trịnh Văn Tuyến, văn phòng luật sư Giang Thanh cho rằng, cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội không hề có bất kỳ một sự thỏa thuận, đòi hỏi hay gây khó dễ nào đối với doanh nghiệp để được nhận tiền. Luật sư đồng thuận với quan điểm, nhận định của đại diện Viện Kiểm sát trong phần luận tội rằng, trong vụ án này, một số bị cáo không chủ động yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền, nhưng đã không tránh được những cám dỗ. Vẫn theo luật sư, không hề có sự thỏa thuận, yêu cầu hay gây khó dễ để doanh nghiệp phải chung chi trong việc ký ban hành, văn bản chấp thuận, chủ trương cho công dân về cách ly tại Hà Nội. Việc đưa và nhận tiền giữa hai bị cáo liên quan tới ông Dũng hoàn toàn chỉ mang tính được chăng hay chớ, đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu. Ông Dũng từng khai nếu không phải là người quen gửi quà cảm ơn thì chắc chắn tôi đã không phải đứng trước phiên tòa này. Theo luật sư, điều này cho thấy dù ông Dũng nhận thức được việc nhận tiền cảm ơn là sai trái nhưng lại không nhận thức được một cách đầy đủ, đúng đắn cũng như là tính chất nghiêm trọng của hành vi nhận tiền liên quan đến việc duyệt chủ trương cách ly. Trong phần bào chữa, ông Trịnh Văn Tuyến cho hay bản thân là một trong những học trò thế hệ đầu tiên của ông Chử Xuân Dũng. Luật sư Tuyến cho rằng, ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc làm việc với ông Dũng tại trại tạm giam đã nhận được câu nói rất đau lòng của bị cáo. Bây giờ thầy gặp chúng mày, thầy xấu hổ lắm. Vì luật sư này cho rằng, bên cạnh hình phạt, bản án của pháp luật tới đây thì sự ân hận day dứt, xen lẫn sự hổ thẹn trong lòng cũng chính là một hình phạt, bản án nữa vô cùng hà khắc đối với ông Chử Xuân Dũng và nó sẽ đi theo bị cáo suốt quãng đời còn lại. Đến lượt mình tự bào chữa, ông Chử Xuân Dũng trình bày những lời ăn năn đau xót. Cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xin chấp nhận số tiền bị cho là đã nhận hối lộ như cáo buộc, còn bị cáo không nhớ số tiền đó cụ thể là bao nhiêu. Ông Dũng trình bày, bị cáo nhận tiền là hành vi phạm tội, nhưng nếu chúng ta gác lại đồng tiền đó sang một bên thì vẫn là tình người, là con người mình. Kể cả phạm tội rồi thì mình vẫn phải trung thực, phải là người tử tế, đàng hoàng, không nói xấu người khác. Cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng dành thời gian kể về những khó khăn, nỗ lực, cố gắng của bị cáo trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội. Ông Chử Xuân Dũng trình bày tấm lòng của mình, mong muốn của mình đối với người dân trong công tác an sinh xã hội, nhưng hôm nay đứng đây, bị cáo lại là người lợi dụng dịch bệnh để phạm tội. Ông Chử Xuân Dũng mong muốn cơ quan tố tụng khoan hồng cho bị cáo sớm được quay trở lại với xã hội để giảm gánh nặng cho gia đình, có cơ hội đóng góp thêm sức lực của mình cho xã hội. Dưới đây là toàn bộ lời tự bào chữa của cựu Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng. Mặc dù có một vài lần bị chủ tọa nhắc tập trung vào việc bào chữa, tuy nhiên suốt câu chuyện bị cáo Chử Xuân Dũng vẫn khiến người ta đặt ra dấu hỏi, ông là người tốt hay kẻ xấu? Hay đây chỉ là cú sẩy chân như luật sư trình bày? Câu hỏi này chúng tôi xin phép được dành cho quý khán giả sau khi nghe lại lời cay đắng trước tòa của cựu Phó Chủ tịch Hà Nội. Bà chữa của luật sư bào chữa bị cáo không? Dạ, thì có nghe rõ rồi. Bị cáo có đồng ý với cái ý kiến bào chữa này không? Bị cáo đồng ý ạ. Bị cáo có bổ sung gì không? Bị cáo xin bổ sung một số ý ạ. Trước hết thì xin cảm ơn phần bào chữa của các luật sư. Kính thưa ông thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Kính thưa hội đồng xét xử. Kính thưa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân. Kính thưa các quý vị. Trong phần trình bày của mình, bị cáo xin được trình bày hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là một số thông tin liên quan đến cách ly tại Hà Nội tại thời điểm đó. Vấn đề thứ hai là một số nội dung liên quan đến các bị cáo mà có đưa tiền cho bị cáo khác, có đưa tiền cho bị cáo. Đối với nội dung thứ nhất là liên quan đến vấn đề cách ly tại Hà Nội. Bị cáo có 26 năm công tác, hơn 26 năm công tác trong ngành giáo dục đào tạo. Và cuối năm 2020 nhận nhiệm vụ mới tại ban thành phố với cương vị là phó chủ tịch ban thành phố phụ trách mảng khoa giáo văn xã, trong đó lĩnh vực y tế, và ngay lập tức
thì được phân công là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Và cho đến tháng 5 năm 2022, xin lỗi, năm 2021, thì khi Thủ tướng yêu cầu chủ tịch các địa phương là trưởng ban thì bị cáo là phó trưởng ban, nhưng chủ tịch giao nhiệm vụ là công việc vẫn như thế, hiểu rằng là bị cáo vẫn phải tiếp tục đảm nhiệm công việc của mình với sự bao quát chung của chỉ đạo thành phố. Có thể nói công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội tại thời điểm đó có thể nói là một công việc mới, một công việc khó, chưa có tiền lệ, không chỉ khó với các người trong ngành y mà không chỉ khó với các chuyên gia, mà ngay bản thân bị cáo có thể nói là với người là ngoại đạo thì công việc vô cùng khó khăn. Tuy vậy thì với cái nhiệt huyết của một người mới được nhận nhiệm vụ lãnh đạo của ban thành phố thì bị cáo đã tập trung trí tuệ, công sức của mình để làm công việc này. Và một trong những cái công tác mà có thể nói là quyết định rất quan trọng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 là công tác tổ chức cách ly. Nếu tổ chức cách ly tốt thì sẽ giảm thiểu sự lây lan, bùng phát dịch bệnh. Và bị cáo ý thức được điều này, đã chỉ đạo các sở ban ngành, các đơn vị trong ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác đó. Có thể nói với những gì không có chút tiền lệ, với khó khăn của thành phố Hà Nội, đặc biệt là quy mô của thủ đô, với nhiều cơ quan ngoại giao, với nhiều bộ ngành trung ương thì không cho phép để xảy ra những sai sót trong công tác chỉ đạo. Công việc cực kỳ khó, đây là một áp lực rất lớn đối với cá nhân bị cáo. Bị cáo ý thức được điều này và đã cố gắng để thực hiện tốt. Và có những quyết định thì khi quyết định xong thì mọi người cảm thấy đơn giản. Nhưng tại lúc quyết định thì nhìn đi nhìn lại chỉ có mấy anh em thôi, quả thực là khó khăn. Và đến bây giờ nghĩ lại thì thấy rằng là đúng là mình lúc bây giờ là quyết định trên tinh thần là vì nhân dân. Còn nếu quyết định đúng mà để an toàn cho bản thân mình thì chắc sẽ không làm như thế. Ở đây ví dụ như bị cáo đã từng quyết định là cách ly tại một trường tiểu học khi học sinh trường đó có một trường F0. Nếu trong quy định thì không, trước đó chưa có tiền lệ là cách ly tại trường học mà phải cách ly tại một cơ sở quân đội đã được phê duyệt là cơ sở cách ly. Nhưng với các em học sinh tiểu học, các cháu rất bé, thì bị cáo đã quyết định một quyết định mà có thể nói là khi về mà vẫn còn run, đến sáng hôm sau vẫn còn sợ. Thời điểm đó là đang dự đại hội Đảng toàn quốc. Bởi vì quyết định của mình là nó xuất phát từ một người thầy thương học sinh, các cháu quá nhỏ, bị lên các cơ sở quân đội với giường tầng, với các khu ở quân đội như vậy thì rất khó khăn cho các cháu. Bị cáo đã có một quyết định là điều động lực lượng tại các cơ sở đội về cách ly tại trường học, mà quyết định xong là lúc nửa đêm. Và khi về trên đường thì giám đốc Sở Y tế có nói rằng là lúc đấy thì có báo cáo với ban chỉ đạo quốc gia, thì ban chỉ đạo quốc gia không đồng ý vì đấy là chưa phải cách ly. Bị cáo quả thực là một cái điều mà mình thấy là mình làm đúng, nhưng quyết định này thì nó không, nó sai về quy định. Nhưng sau đó thì ngày hôm sau khi ban chỉ đạo quốc gia kiểm tra thấy rằng quyết định này hoàn toàn chính xác, và từ đó tạo những tiền đề tốt để tổ chức cách ly tại các trường học. Hay là những cái việc mà bản thân bị cáo đã trực tiếp đi kiểm tra việc cách ly của các khu dân cư. Bị cáo còn nhớ thời điểm ngay trước Tết năm Tân Sửu, cách đó một tuần, thì khi bị kiểm tra tại Mê Linh, thì tại một làng của Mê Linh cách ly khoảng 8.000 người dân, mà trong khi đó nghe anh em báo cáo chỉ có một công nhân quốc phòng là trường F0 đi làm bằng xe máy đi từ đầu làng đến cuối làng, và chỉ có như vậy thôi, cách ly 8.000 người dân. Và bị cáo mặt chứng kiến là cảnh tiếp viện hỗ trợ về mặt tài chính, hỗ trợ về mặt lương thực của người dân cho người dân trong khu cách ly, thì mình thấy rằng là thực sự đáng lòng, là khổ dân quá. Và yêu cầu ngay lập tức là mời lãnh đạo huyện đến họp, và trong cuộc họp bị cáo yêu cầu là đánh giá lại làm sao cách ly gọn nhất, không được tổ chức như này, đánh giá lại. Bị cáo cố gắng trình bày tập trung vào những cái nội dung bào chữa trong vụ án này. Từ đó thì bị cáo muốn nói
là tổ chức việc cách ly trên quan điểm là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Liên quan đến vấn đề cách ly y tế đối với người mà về từ nước ngoài thì Hà Nội có thể nói là một trong đơn vị triển khai khá sớm. Và khi bị cáo tiếp nhận công việc, nội dung mình đã triển khai. Bị cáo là người trực tiếp nhiều lần đi kiểm tra các khu cách ly tại khách sạn và trực tiếp đã họp với sở du lịch, các đơn vị liên quan yêu cầu hàng tuần có báo cáo về công tác cách ly này, đặc biệt là liên quan vấn đề tài chính, công khai giá mức thu trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân tiếp cận. Nhưng sau này thì bị cáo mới biết hiểu rằng là thông tin đó người dân cũng không được xử lý nhiều lắm, mà bản thân doanh nghiệp là thu chọn gói ngay từ đầu, mà người dân không có quyền lựa chọn tại các khu cách ly này. Thì đấy là một cái điều mà bản thân bị cáo cũng đã rất cố gắng trong quá trình làm việc. Tuy nhiên thì nó cũng có những sự mình không bao quát hết công việc, cho nên cái công việc xảy ra đấy đối với bị cáo khi mà tiếp xúc với những bị cáo khác đưa hối lộ thì mình cũng có một ghi chủ quan, bởi vì mình nghĩ rằng mình đã làm tốt các công tác này, nó có phần tư tưởng trong đó. Còn lỗi chính thì bị cáo đã trình bày là do bản thân mình đã sai phạm, nhưng trong những cái tư tưởng đó là có ý nghĩ là mình đã làm hết sức mình, đã làm tốt, nhưng thông tin đến với mình không đầy đủ nên mình đã có quyết định đến những sai lầm. Cái nội dung thứ hai, bị cáo xin nói về cái nội dung liên quan đến hai bị cáo đưa hối lộ cho bị cáo. Đối với bị cáo Trần Minh Tuấn, trong ngày vừa qua thì hội đồng xét xử đã được nghe phần trình bày của bị cáo rồi. Còn đối với bị cáo Lê Thị Ngọc Anh thì hội đồng xét xử đã được nghe một phần, và vừa nãy các luật sư đã trình bày. Thì bị cáo khẳng định rằng không chỉ hai bị cáo Trần Minh Tuấn và bị cáo Lê Thị Ngọc Anh, mà tất cả các trường hợp doanh nghiệp khác khi thực hiện các công việc tại thời điểm đó thì cá nhân bị cáo có thể nói rất nhiều công việc. Chỉ tiếp xúc bị cáo Trần Minh Tuấn một lần duy nhất khi mà có anh Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam dẫn đến gặp, còn sau đó không gặp, không điện thoại, và không nhớ tên công ty, và không nhớ tên Tuấn luôn. Và ngay cả khi làm việc với chị Ngọc Anh cũng thế, cũng không nhớ tên công ty chị đề xuất là gì, cũng không để ý đến cái chuyện đó. Và khi anh em trình ký là cái trình ký theo quy định thôi. Và ngay cả những doanh nghiệp khác có muốn liên hệ thì bị cáo cũng nói rằng là có vấn đề gì thì anh nhắn tin, và bị cáo forward thông tin đó cho các bộ phận chức năng sẽ giúp. Và đấy là những gì bị cáo nói hết sức là đúng với những trách nhiệm nhiệm vụ của mình trong khi thực thi nhiệm vụ. Và số lần nhận tiền của bị cáo Lê Thị Ngọc Anh bị cáo cũng không nhớ, và cũng nhờ cơ quan an ninh điều tra hỗ trợ cho nội dung này. Luật sư thì chị Văn Tuyến thì vừa nãy cũng đã nêu, vì không nhớ cho luật cho nên là cơ quan an ninh điều tra cũng có trao đổi, là bị cáo Lê Thị Ngọc Anh cũng có khai đi khai lại nhiều lần. Đấy. Trong cái vấn đề đưa tiền, lúc thì 4 lần, lúc thì 5 lần, số tiền cũng khác nhau. Nhưng bản cuối cùng thì bị cáo không dùng từ chấp nhận, mà bị cáo xin không dùng từ xác nhận, bị cáo là xin chấp nhận số tiền này, vì mình không nhớ nổi là mình đã nhận bao lần bao nhiêu tiền, mà xin chấp nhận con số đó. Ở đây thì có một cái nội dung mà bị cáo thấy rằng là cũng cần phải có xem lại thông tin. Sau lần đưa tiền thứ nhất là ngày 16 tháng 6 thì lần thứ hai là bị cáo Lê Thị Ngọc Anh có đưa tiền vào ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên thì theo lời khai của các bị cáo khác thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 và bị cáo Nguyễn Thị Hiền mới chuyển tiền cho bị cáo Lê Thị Ngọc Anh. 16 tháng 7 mới chuyển tiền thì ngày 15 tháng 7 tới đến gặp bị cáo thì liệu rằng ngày đó đã có tiền để chuyển bị cáo hay chưa? Đấy. Khi mà cá nhân bị cáo Lê Thị Ngọc Anh nói rằng là mình chỉ là người làm giúp và được trả công theo chuyến. Đấy. Khi mà chưa có thỏa thuận, chưa có chuyển tiền thì có làm chức như vậy hay không? Rồi một số nội dung khác mà bị cáo đã chuẩn bị rất là dài rồi. Nhưng mà hôm nay thì chắc là cũng không cần thiết phải nói nhiều, vì trong phiên xét hỏi hôm trước thì các luật sư của hai bị cáo Nguyễn Thị Hiền và của luật sư bị cáo
Nguyễn Thị Hiền và Phạm Thị Kim Ngân đã có phần hỏi có lên từ ông anh, thì bình thường các nội dung liên quan đến các bị cáo này trong quá trình phối hợp với nhau thấy rằng là mâu thuẫn với lời khai, và khi tiếp cận với kết luận điều tra của vụ án số 08 và bản cáo trạng thì bị cáo rất là ngỡ ngàng trước những thông tin mà bị cáo lên từ ông anh khai về bị cáo, đã chuẩn bị rất là nhiều, nhưng hôm nay thì bị cáo nghĩ rằng là trước cái sự chủ trì hết sức nhân văn và sự đánh giá hết sức khách quan của cảnh nghiệp sát cũng như các lời hỏi của các luật sư hôm trước và trả lời của hai bị cáo bị cáo Hiền và bị cáo Kim Ngân, thì bị cáo chắc là không cần nói thêm nhiều về các vấn đề đối với cả bị cáo Lê Đình Anh. Tuy nhiên thì bị cáo cũng chỉ có mong muốn rằng như này, cá nhân bị cáo, các bị cáo đưa tiền ấy, thì đã là phạm tội và cũng chỉ vì đồng tiền thôi đấy được phạm tội, cho nên là nếu ta gác lại những đồng tiền phạm tội đó sang một bên thì nó vẫn là tình người, vẫn là con người mình. Kể cả phạm tội mình vẫn cần rất trung thực, kể cả phạm tội mình vẫn phải là người tử tế, mình vẫn, cho nên bị cáo không nghĩ, không hiểu rằng là ở trong cái phần khai của bị cáo Lê Đình Oanh, bị cáo đọc thì nó rất là ấm ức, rất là khó chịu. Nó chuẩn bị rất là dài để mình nói, nhưng mà mình nghĩ chắc không có thiết phải nói nữa. Bị cáo suy nghĩ là không hiểu tại sao lại có lời khai như vậy. Thì cũng suy nghĩ không biết phải như này có đúng không. Chắc là bị cáo Lê Đình Ngọc Anh thấy bị cáo người có lỗi. Vì Ngọc Anh rất vất vả để nhờ cậy để làm quen được bị cáo. Và cũng phải hẹn đi hẹn lại đến gặp được bị cáo. Và đưa tiền cho bị cáo, và bị cáo với những cái việc mà Ngọc Anh đưa tiền, với lời nói khéo léo của Ngọc Anh, bị cáo đã nhận tiền, bị cáo trở thành người phạm tội, và tội của bị cáo là nhận hối lộ, thì bị cáo Lê Ngọc Anh trở thành người đưa hối lộ. Nếu bị cáo mà người không nhận thì có lẽ là Lê Ngọc Anh không có tội. Đấy. Thì không phải biết phải chăng là vì bị cáo nhận tiền mà bị cáo Ngọc Anh trở thành tội phạm hay không, mà bị cáo Ngọc Anh có những các cái hành xử tôi nghĩ rằng là nó rất không phù hợp trong lời khai của mình. Bị cáo cảm rất là bức xúc. Hôm nay tại phiên tòa thì bị cáo xin được nêu như vậy. Còn nếu như vì hành vi nhận tiền của bị cáo mà làm cho bị cáo Lê Thị Ngọc Anh trở thành người phạm tội, hôm nay công khai trước tòa bị cáo xin có một lời thành thật xin lỗi đến bị cáo Lê Thị Ngọc Anh. Bị cáo xác định mình có người có tội, và quả thực hôm nay đứng ở đây thì rất là đau đớn, rất đau đớn. Trong quá trình tham gia chống dịch ở thành phố thì không từng nan bất kỳ công việc gì, sớm tối đêm ngày, và có thể nói là mình đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong tác phong chống dịch, khống chế dịch bệnh COVID-19 của thành phố, và là một người tích cực trong công việc này. Hôm nay đứng ở đây trở thành một tội đồ của thành phố, tội đồ trong tác phong chống dịch. Và trong quá trình chống dịch thì những tấm lòng của mình, những mong muốn của mình đối với người dân, chia sẻ với người dân, hỗ trợ được người dân trong công tác an sinh xã hội. Và hôm nay đứng tại đây thì bị cáo này là người phạm tội với cái tội là lợi dụng dịch bệnh để phạm tội, tính chất tai nạn là như vậy, thì quả thật là đau xót. Và bị cáo rất mong muốn hội đồng xét xử, các cơ quan tố tụng mở rộng lượng khoan hồng, giúp cho bị cáo có cơ hội sớm được quay trở lại với xã hội để làm giảm gánh nặng đối gia đình, đối xã hội, thì bị cáo có cơ hội đóng góp thêm sức lực của mình để phục vụ xã hội. Bị cáo xin cảm ơn. Mình cảm ơn.